8kg với chỉ số hình thể là 84, 64 và 95. Thí sinh mang số báo danh 337 Nguyễn Thị Loan, chiều cao 1m75, nặng 56kg, chỉ số hình thể 89, 63, 93. Là đôi khi xa nhau ta sẽ tìm ra nhau, xa nhau để thấy không muộn sâu. Dù cạn đầu ngọn gió em không cần xin người đừng yêu. Oh 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 oh. Xin mời thành viên ban giám khảo, tiến sĩ Lê Diệp Linh. Đầu tiên thì chúc mừng em đã lọt vào phần thi cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đây là câu hỏi dành cho em. Em sẽ ứng xử và hành động thế nào khi chính người thân của mình vướng vào tệ nạn xã hội, ví dụ như sử dụng ma túy? Cá nhân Ngọc Diễm nghĩ đây là một câu hỏi rất là khó đấy ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Loan xin được gửi lời chào trân trọng tới ban giám khảo cùng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Vào trường hợp của Loan thì chắc chắn là Loan sẽ cảm thấy rất là buồn, bởi vì là khi mà một người thân của mình lại bị như vậy, và đứng trên quan điểm xã hội thì Loan không bao giờ mong muốn gia đình mình hay bất cứ ai sẽ gặp phải trường hợp như thế này, bởi vì đây là một điều không tốt cho xã hội. Tuy nhiên, khi là người thân của mình, Loan nghĩ rằng đây là thời điểm họ cần có một chỗ dựa vững chắc, bởi vì trong họ đang là lúc yếu đuối nhất, xáo trộn nhất. Và vì thế Loan sẽ luôn bên người thân của mình, động viên họ, cổ vũ họ và cùng với gia đình của mình tìm hiểu rõ nguyên nhân để giúp người thân của mình vượt qua khó khăn này và tái hòa nhập lại với cộng đồng. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã hoàn thành phần thi của mình và tôi nghĩ rằng tín hiệu từ khán giả thấy rõ sự đồng cảm với câu trả lời của bạn. Người ta nói rằng tình yêu thương trong gia đình thì không thể nào mất đi, và nó chỉ mạnh hơn khi một trong những thành viên trong gia đình trải qua một biến cố gì đó. Và xin cảm ơn câu trả lời của thí sinh 337.